Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 8 tháng 5 trên kênh VTV Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm nay, đới gió đông và đông nam tiếp tục đẩy máy ẩm từ biển vào đất liền, khiến cho Bắc Bộ trời nhiều mây, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông. Trong đó, ở khu vực phía đông Bắc Bộ và vùng ven biển có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Sang đến ngày mai, trời vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ ngày ở Bắc Bộ không cao, duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống ở miền Trung, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Bình và khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông. Trên cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai toàn miền Trung ở mức dễ chịu từ 30 đến 32 độ. Với các tỉnh phía Nam, nhiệt độ ngày hôm nay, ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, ngưỡng nhiệt là từ 31 đến 33 độ. Dưới tác động của rãnh thấp chích đạo cộng theo với ảnh hưởng của đới gió đông, nên ở khu vực Nam Tây Nguyên, vùng ven biển phía đông của Nam Bộ có mưa dông xuất hiện nhiều nơi về chiều và tối. Vùng mưa có nơi có mưa vừa, mưa to là khu vực các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và cả Long An. Chuyển sang thời tiết trên biển, mưa dông xuất hiện hầu khắp các vùng biển phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang đều có mưa dông rải rác, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Đối với khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió đông ở mức cấp 3, cấp 4, biển lặng,